sử dụng đây nè, rỉ tay lên cao dành cho người chơi thể thao cường độ lớn, ví dụ như võ thuật nè, tập gym nè, và một số cái vận động mạnh về cổ tay. Tay này kiểu tay lên cao đấy là nó phi sai. Một tay trái, tay phải. Dạ vâng, tay trái, tay phải đều dùng được. Và bắp tay lớn thì nó được sự thử thách. Dạ vâng. Còn hai phần để cho môn miếng đệm nó đè lên cái vùng bó cơ rỉ tay của người. Thì gắn được bằng kéo một xíu là xong. Tức là mình cắt cái cổ chỏ khoảng 2 cm, nó thành cái phần cơ quỳ tay mình á. Khi mình chơi thể thao cường độ cao á, thì anh siết á, anh cảm nhận được cái lực á, nó bó cái phần cơ quỳ tay mình làm rất là chắc chắn. Khi mình chơi thể thao cái cường độ cao á, mình dễ bị chấn thương, mình chặt cái phần bó cơ ở cái khu vực này. Còn mạnh yếu là do mình muốn siết được chặt ha. Dạ, còn do lực siết. Khi em thấy người chơi phần bộ cơ này nó rất siết, rất chắc chắn. Khi còn chơi mình có cảm giác nó rất là mỏi chỗ này. Ở đây là cái chỗ mình có thể giữ cái bộ cơ tốt hơn. Khi mình chơi quần vợt hay chơi tennis á, mình chơi với cường độ cao, nó xoay không gian 3 chiều á, cái cơ mình xoay này, thì cái nó lực tác động ở đây rất là giảm chỗ này. Dạ, nó giảm cái lực tác động bó cơ chặt cơ. Cái này sử dụng lâu dài ổn không em? Dạ vâng, cái này là sợi carbon tổng hợp, nó rất thoáng khí. Dùng chơi cái cả hãng được sao? Còn cách mình vệ sinh thì sao? Dạ, mình khi mà mình xài nhiều nó dơ thì mình giặt cái xà bông bằng tay phơi trong mát. Mình có thể giặt bằng tay phơi trong mát được ha. Dạ. Cả nhà thấy cái này dành cho những người chơi thể thao cường độ cao ha. Đây là tay nẹp vĩ tay lên cao. Rồi còn Sơn sẽ có rất là nhiều cái tay nẹp hỗ trợ cho chơi thể thao và điều trị. Cái này là phần chơi thể thao nghe. Và còn mình có thể xem thêm trên kênh hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn, Hoàng Sơn ở bên dưới để có thể xem thêm thông tin về những cái sản phẩm hỗ trợ như thế này. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi, tạm biệt và hẹn gặp lại.